Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Huyền Trang. Và trong chủ đề ngày hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề liên quan đến việc hút sữa. Hút sữa là một việc làm không còn quá xa lạ với các mẹ đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên là các mẹ cần phải biết được khi mà mình hút sữa sai cách thì nó sẽ mang đến rất nhiều các hậu quả, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và sức khỏe của con. Chính vì thế trong video ngày hôm nay thì Trang sẽ chỉ ra một số các hậu quả mà hút sữa sai cách có thể dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và con để các mẹ có thể tránh ra. Đầu tiên là nếu các mẹ hút sữa sai cách thì nó có thể làm cho lượng sữa trong bầu ngực của các mẹ không được tiết ra hết. Vì khi mà các mẹ ví dụ như là sử dụng sai máy hút sữa hay là sử dụng phễu hút kích thước không phù hợp với bầu ngực của các mẹ thì khi mà mình hút thì lượng sữa trong bầu ngực khó có thể giải phóng ra hết được. Ví dụ như là với một lượng sữa trong bầu ngực của các mẹ nhưng các mẹ chỉ vắt được ra khoảng một nửa cái lượng sữa ở trong bầu ngực thôi, và một nửa lượng sữa đấy đọng lại trong bầu ngực và nó sẽ gây ra những cái hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe. Và đặc biệt là lượng sữa không được vắt hết ra như vậy thì sẽ không cung cấp đủ cái nguồn dinh dưỡng cho con. Cái hậu quả thứ hai mà các mẹ có thể gặp phải đó là hút sữa sai cách có thể dẫn đến hiện tượng tắc tia sữa. Ví dụ như khi các mẹ không hút hết được lượng sữa trong bầu ngực, hoặc là các mẹ dùng những lực hút quá mạnh làm cho bị đầu núm vú của các mẹ bị nứt cổ gà, thì viêm nhiễm có thể xâm nhập vào và tạo thành cái hiện tượng đó là tắc tia sữa. Lượng sữa trong bầu ngực của các mẹ sẽ đọng lại trong các ống tuyến, và lúc đó thì các mẹ sẽ đau nhức rất là nhiều, có thể sốt, và nặng thì có thể chuyển thành áp xe tuyến vú. Hậu quả thứ ba mà các mẹ có thể gặp phải đó là khi mà các mẹ hút sữa sai cách thì sẽ làm cho lượng sữa của các mẹ mỗi cữ nó sẽ giảm dần. Vì khi mà các mẹ sử dụng lực hút quá mạnh, các mẹ bị đau, rát, đầu núm vú thì cái phản xạ tự nhiên của cơ thể đó là nó sẽ giảm tiết lượng sữa đi. Hoặc là khi các mẹ không hút hết lượng sữa trong bầu ngực để dành lại trong bầu ngực thì cái quy luật sản xuất sữa đó là theo quy luật cung cầu. Thì khi mà mình không sử dụng hết cái lượng sữa được cung cấp ra thì theo cái nhu cầu thì cái lượng não bộ sẽ hiểu và sẽ cung cấp ra một cái lượng ít hơn. Từ đó thì những cái cữ sau của các mẹ sẽ giảm dần lượng sữa đi. Hoặc là có nhiều mẹ thì sai trong cái thời gian hút sữa. Các mẹ để cái thời gian hút sữa của mình cách nhau quá lâu, ví dụ như 4-5 tiếng hoặc là 5-6 tiếng mới hút sữa một lần, thì lúc đó thì cái nhu cầu nó giảm, thì cái lượng cung cấp của não bộ khi mà chỉ huy tiết ra cái hormone tiết sữa và cái lượng sữa của các mẹ sẽ giảm dần ở những cữ tiếp theo. Hậu quả tiếp theo mà các mẹ có thể gặp phải trong vấn đề hút sữa sai cách đó là các mẹ có thể làm tổn thương bầu ngực của mình. Ví dụ như có nhiều mẹ sử dụng kích thước phễu hút sai với kích thước của bầu ngực, hoặc là sử dụng lực hút quá mạnh, hoặc là tư thế các mẹ hút sữa không đúng thì có thể làm cho ví dụ như là các mẹ sẽ bị đau rát, núm vú, bị nứt cổ gà, tức là bị nứt giữa cái chỗ quầng vú và núm vú. Và cái hiện tượng này nó có thể tạo ra những cái triệu chứng nặng nề tiếp theo đó là áp xe tuyến vú. Hoặc là có nhiều mẹ thì sử dụng một lực hút quá mạnh có thể làm tổn thương các mao mạch, mạch máu ở trong bầu núm vú, và có thể là trong lượng sữa của mình sẽ có thể xuất hiện đó là có máu, chảy máu ở bầu ngực nữa. Vậy thì khi mà các mẹ hút sữa thì nên lựa chọn cho mình một cách đúng, một tư thế đúng, một cái phễu hút có kích thước phù hợp với bầu ngực và một lực hút phù hợp để tránh làm tổn thương bầu ngực của các mẹ. Sai lầm tiếp theo có thể dẫn đến cái hậu quả đó là khi mà các mẹ hút sữa sai cách thì các mẹ có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ của bầu ngực của mình. Đây là một cái vấn đề mà được các mẹ quan tâm rất là nhiều, và có nhiều mẹ ngại cho con bú vì các mẹ hoặc là ngại vắt sữa vì các mẹ nghĩ rằng là khi mà cho con bú hoặc vắt sữa nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ của bầu ngực sau khi mà cai sữa cho con. Tuy nhiên là nếu mà các mẹ làm đúng cách thì cái thẩm mỹ của bầu ngực của các mẹ vẫn được giữ đúng như là trước cái thời kỳ mang bầu và trước thời kỳ cho con bú. Các mẹ chỉ khi nào mà các mẹ làm sai cái tư thế hoặc là sai về cái lực hút thì lúc đấy, tại vì là trong cái bầu ngực của các mẹ thì dây chằng nâng đỡ bầu ngực của các mẹ đó là những dây chằng đan xen vào những cái mô của bầu ngực, ví dụ như là mô mỡ hoặc là những dây thần kinh hay là mạch máu. Lúc đó thì chỉ cần một cái lực tác động sai, một tư thế sai thì nó sẽ làm cho các mẹ rất dễ cái dây chằng đấy nó bị giãn ra và làm cho thẩm mỹ bầu ngực của các mẹ bị mất đi. Ví dụ như là bầu ngực của các mẹ có thể bị chảy xệ hơn so với cái thời kỳ trước khi cho con bú. Và đặc biệt là trong cái quá trình hút sữa hoặc là trong quá trình cho con bú thì các mẹ nên lựa chọn những cái loại áo ngực có cái tác dụng nâng đỡ bầu ngực của mình một cách phù hợp
để làm thế nào để có thể giúp cho cái bầu ngực của mình được nâng đỡ một cách thường xuyên thì nó sẽ tránh được cái hiện tượng bị giãn những cái dây chằng đấy ra. Hậu quả tiếp theo mà hút sữa sai cách có thể dẫn đến đó là có thể làm cho cơ thể của mẹ bị mệt mỏi và đau nhức mỏi người rất là nhiều. Thông thường thì khi các mẹ sử dụng máy hút sữa, đặc biệt là các máy hút sữa bằng tay, thì các mẹ sẽ phải cúi rất là nhiều để có thể tập trung được hút cái lượng sữa đấy của mình. Và khi mà sử dụng hút từng bên một thì sẽ mất rất là nhiều thời gian cho các mẹ. Ví dụ như mỗi một lần hút thì các mẹ sẽ mất khoảng tầm 15 đến 20 phút cho một bên ngực. Nếu mà máy đôi thì sẽ là chỉ có thời gian đấy, còn nếu các mẹ sử dụng máy đơn thì nó sẽ nhân đôi cái thời gian đấy lên. Và cứ 2-3 tiếng thì các mẹ lại phải hút sữa một lần rồi. Thế nên là cái thời gian hút sữa của các mẹ sẽ rất là lâu. Chính vì thế nếu mà hút sữa sai cách, ví dụ như các mẹ lựa chọn cho mình một tư thế không phù hợp, ví dụ như là không được ngồi hoặc là nằm một cách thoải mái, thì các mẹ sẽ rất khó để giữ cho mình một cái tư thế của người tránh những cái hiện tượng đau mỏi. Và nếu mà các mẹ ngồi lâu một tư thế không đúng thì các mẹ rất dễ bị đau mỏi, đặc biệt đó là vùng cổ gáy này, vùng lưng và tay chân. Có nhiều mẹ nếu mà để cái hiện tượng này kéo dài thì nó sẽ gây ra co cứng cái cơ ở cạnh cột sống cổ hay là cơ cạnh cột sống lưng, làm cho các mẹ sẽ đau nhức mỏi thường xuyên. Và có nhiều mẹ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là đến lúc sẽ không quay được cổ, rồi là lưng cúi xuống cũng sẽ đau. Hay là các mẹ chỉ cần có những cái động tác nhẹ nhàng thôi thì các mẹ đã thấy đau nhức ở những vùng đó rồi. Có thể là gây đau nhức, còn có thể gây ra cho mẹ mất ngủ và mệt mỏi đi kèm nữa. Hậu quả tiếp theo trong việc hút sữa sai cách có thể dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe của các mẹ, đó là các mẹ không có thời gian để nghỉ ngơi. Thông thường thì thời gian hút sữa của các mẹ trong ngày sẽ rất là nhiều. Chính vì thế nên là các mẹ cần phải có cho mình một cữ sữa, cữ hút sữa đều đặn và ấn định theo thời gian để mình sắp xếp làm thế nào mình có thời gian nghỉ ngơi ở những thời gian ngoài cái thời gian hút sữa ra. Và trong cái thời gian vào ban ngày thì các mẹ cố gắng duy trì cho mình một cữ hút sữa đều đặn, tức là cứ khoảng 2 đến 3 tiếng các mẹ hút sữa một lần để duy trì lượng sữa cho con. Còn về ban đêm thì các mẹ nên ưu tiên cho mình cái dành cái thời gian để nghỉ ngơi hơn. Các mẹ cũng không cần thiết là phải cứng nhắc quá trong cái thời gian vào ban đêm là cứ 2 tiếng các mẹ phải dậy hút sữa một lần. Nếu các mẹ đang ngủ ngon giấc cũng như là các con đang ngủ sâu giấc thì các mẹ có thể bỏ qua 1 đến 2 cữ, và trong ban đêm mình chỉ cần hút 1 đến 2 cữ là được rồi. Và khi các mẹ ngủ đủ thời gian thì cơ thể của mình thoải mái, khỏe mạnh, từ đó lượng sữa của các mẹ mới được tiết ra. Còn nếu các mẹ không ngủ được đủ thời gian thì cơ thể của mình sẽ thấy mệt mỏi rất là nhiều. Có nhiều mẹ thì dẫn đến hiện tượng đó là suy nhược cơ thể, và khi mà các mẹ bị suy nhược cơ thể thì không thể đảm bảo được đủ nguồn dinh dưỡng để chuyển hóa sang lượng sữa cho con. Chính vì thế nên là việc hút sữa không phải là cứng nhắc quá theo thời gian, mà các mẹ cần phải cho mình một thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Khi nghỉ ngơi hợp lý thì các mẹ sẽ đảm bảo được lượng sữa tiết ra một cách đều đặn hơn. Hậu quả tiếp theo đó là khi mà các mẹ hút sữa sai cách thì có thể dẫn đến đó là chất lượng dinh dưỡng trong lượng sữa không đảm bảo được dinh dưỡng cho con. Thông thường thì các mẹ cần phải hiểu được là lượng sữa của các mẹ tiết ra thì sẽ chia ra làm hai dòng sữa, đó là dòng sữa đầu và dòng sữa giữa, dòng sữa cuối. Và mỗi một dòng sữa sẽ mang theo cái hàm lượng kháng thể, khoáng chất cũng như là vitamin cũng như là các dưỡng chất khác nhau. Chính vì thế nên là các mẹ cần phải hút được đầy đủ cái lượng sữa của cả dòng sữa đầu và dòng sữa cuối để nó hòa lẫn vào với nhau, thì khi con bú cái bình sữa đấy thì nó mới đảm bảo được duy trì lượng sữa cho con. Còn nếu mà có nhiều mẹ chỉ hút được cái dòng sữa đầu ra mà không hút được dòng sữa cuối, tức là không hút hết được cái lượng sữa trong bầu ngực của các mẹ, thì thông thường thì cái dòng sữa đầu nó sẽ mang theo kháng thể, mang theo lượng đường, tuy nhiên là nó sẽ hơi trong và loãng hơn cái dòng sữa cuối. Nó sẽ mang theo ít cái protein và chất béo thì sẽ rất là khó để giúp con có thể tăng cân được. Chính vì thế nên là nếu mà hút sữa sai cách có thể là ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng, lượng sữa cung cấp sang cho con. Và một hậu quả tiếp theo đó là khi các mẹ hút sữa sai cách có thể tạo ra hiện tượng là sữa của các mẹ sẽ bị nhiễm khuẩn hoặc là chứa lẫn những ví dụ như là máu mủ gì ở trong đó. Ví dụ như khi các mẹ không vệ sinh sạch sẽ bầu núm vú hoặc không vệ sinh sạch sẽ những dụng cụ hút sữa, ví dụ như máy hút sữa, đường ống dẫn sữa, bình trữ sữa, thì lúc đấy vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cái lượng sữa mà các mẹ tiết ra và sẽ làm cho cái lượng sữa của các mẹ bị nhiễm khuẩn. Hoặc là có nhiều mẹ sử dụng cái lực hút quá mạnh,
làm cho cái mạch máu ở trong bầu ngực của mình bị tổn thương và cái lượng sữa tiết ra có thể là lẫn máu. Và lúc này thì cái lượng sữa đấy sẽ không còn đảm bảo để có thể cung cấp cho con được nữa. Chính vì thế nên là các mẹ cần phải lựa chọn cho mình những cái cách hút sữa phù hợp. Các bạn qua video này thì các bạn đã thấy được là hút sữa sai cách mang đến rất nhiều các hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe cho mẹ và sức khỏe cho con. Chính vì thế nên là các mẹ cần phải tránh những sai lầm, lựa chọn cho mình một cách hút sữa khoa học, làm thế nào để đảm bảo được sức khỏe của mẹ tốt nhất và duy trì được nguồn sữa cho con một cách dồi dào nhất đến tận khi cai sữa cho con là khoảng tầm từ 18 đến 24 tháng. Và hy vọng là video này sẽ chia sẻ được một phần hữu ích với các bạn. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy ấn đăng ký kênh để được cập nhật thêm nhiều kiến thức chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Hãy chia sẻ video này đến các người bạn của mình đang cần tìm hiểu về thông tin này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.